nơi đám cưới ồn ào nhất làng giải trí Hoa ngữ năm 2016. Thứ nhất, đám cưới gây bất ngờ nhất thuộc về Trung Gia Hân và bác sĩ Jamie. Trung Gia Hân lên xe hoa với bác sĩ Jamie, cháu trai của chủ tịch TVB hồi tháng 2 năm 2016. Cặp đôi đã đăng ký kết hôn từ năm 2015, nhưng một năm sau đó mới tổ chức đám cưới. Gia Hân là ngôi sao TVB nhưng rất kín tiếng trong chuyện tình cảm. Chỉ đến khi cô công bố kết hôn, khán giả mới biết về ông xã của cô. Thứ hai, đám cưới hoành tráng nhất của Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi. Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi nên duyên chồng vợ trong đám cưới được tổ chức tại Bali hồi tháng 3. Ước tính cặp sao bộ kinh tâm đã chi ra khoảng 4 triệu USD cho ngày đại hỷ. Kỳ Long từng có một đời vợ, lại hơn Lưu Thi Thi không ít tuổi. Vì vậy, đám cưới của họ là cái kết khiến nhiều người phải ghen tị. Thứ ba, đám cưới lãng mạn nhất của Viên Hoàng và Trương Hâm Nghệ. Hôn lễ của Viên Hoàng và Trương Hâm Nghệ diễn ra vào tháng 5 vừa qua tại một lâu đài cổ ở Đức. Yêu nhau một năm là cưới, cặp sao đã có những khoảnh khắc đáng nhớ trong không gian lãng mạn như cổ tích ở trời Âu, khiến không ít người ngưỡng mộ. Thứ tư, đám cưới bị chê nhiều nhất thuộc về Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu. Trần Nghiên Hy và chú rể Trần Hiểu thành thân hồi tháng 7 vừa qua, cặp đôi đầu tư cho sự kiện trọng đại này rất nhiều tiền của. Tuy nhiên, khán giả lại dành cho họ rất nhiều lời chê bai bởi trang phục xến xúa của nàng tiểu long nữ. Thứ năm, đám cưới gây ồn ào nhất của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa. Cặp đôi đưa nhau vào lễ đường hôm 31 tháng 7 tại Bali, hỷ sự gây xôn xao cả làng giải trí Hoa ngữ bởi cả hai đều là những ngôi sao hot của showbiz. Hôn lễ cũng quy tụ một lượng sao khủng tham dự, có thể kể đến những tên tuổi như Phạm Băng Băng, Triệu Vi. Thứ sáu, đám cưới mãn nhãn nhất của Chu Hiếu Thiên và vợ chân dài Hàn Văn Văn. Hôn lễ được tổ chức tại một resort ở Bali hôm 3 tháng 8. Cặp trai tài gái sắc khiến khán giả phải ngơ ngẩn bởi sự xứng đôi vừa lứa của họ. Thứ bảy, đám cưới giản dị nhất của Thư Kỳ và Phùng Đức Luân. Thư Kỳ và Phùng Đức Luân đã tranh thủ làm đám cưới khi đang quay phim tại Cộng hòa Séc. Không váy cưới lộng lẫy, không trang sức cầu kỳ nhưng cả hai hạnh phúc vì thực sự thuộc về nhau sau nhiều năm hẹn hò. Thứ tám, đám cưới nhiều nước mắt nhất thuộc về Dương Di và chú rể La Trọng Khiêm. Dương Di và chú rể La Trọng Khiêm tổ chức hôn lễ tại một khách sạn ở Hồng Kông hôm 2 tháng 10. Xúc động vì hạnh phúc, trong suốt cả ngày diễn ra hỷ sự, Dương Di liên tục rơi nước mắt khiến chú rể không ít lần phải quay sang an ủi. Thứ 9, đám cưới sáng tạo nhất thuộc về Trung Lệ Đề và chú rể Trương Luân Thạc. Hôn lễ với chủ đề đại dương được đôi uyên ương chuẩn bị suốt trong nhiều tháng trời. Tiệc cưới diễn ra vào ngày 8 tháng 11, khách mời tham dự đều mặc theo chủ đề biển cả. Lễ đường cũng được mô phỏng thế giới thủy cung, khách mời ai nấy không khỏi choáng ngợp. Thứ 10, đám cưới nhiều tai tiếng nhất thuộc về Trương Tịnh Dĩnh và Phùng Kha. Trương Tịnh Dĩnh và Phùng Kha đã tổ chức một hôn lễ xa hoa hoành tráng tại Italia, nhưng câu chuyện khiến nhiều người quan tâm lại là việc mẹ Tịnh Dĩnh phản đối đến cùng chuyện con lên xe hoa với quản lý vì cho rằng anh này siêu đào mỏ. Hai mẹ con mâu thuẫn, cuối cùng Tịnh Dĩnh không mời mẹ tới lễ cưới. We'll be right back.